Xin chào chú các bác, em là Hoàng Phương nhỏ. Hôm nay Phương nhỏ sẽ có đây những chiếc Nikon hàng mới Model M7 cho anh em thử ong phụ anh em trong xóm ba miền anh em nhá. Theo như vọng anh em đây, em Phương đợt này em về được số lượng hàng Nikon M7 rất là nhiều hàng anh em thử ong ạ. Nên em sẽ cầm 3 chiếc, em sẽ chia sẻ cho anh em về cách săn ong này, về cái công dụng của chiếc Nikon M7 này để nó phụ anh em săn ong các bác nhá. Đây là 3 chiếc hàng mới, tại vì là khi em nhập hàng về thì mỗi một chiếc nó sẽ có thông tin mã số sẽ khác nhau anh em thấy không nhá. Anh em để ý cho em Phương này, cái phần Nikon Model M7 này và sẽ có mã quét này và sẽ có các thông số như là NO này, 4022727. Mỗi một con ống nhòm nó sẽ có một cái thông số khác nhau. Mỗi con một sẽ khác nhau, các bạn nhá, mã số khác nhau và cái hộp mã số này nó sẽ trùng với mã số của con ống nhòm khi anh em nhận được hàng, anh em yên tâm chứ các bạn anh em. Ví dụ đây con này mã số khác nhau này, con này 4022729. Con này là 727, 729, 728, đây là 3 con một cùng một nô về các bác, cùng một nô về các bác nhá. Em Phương sẽ review chi tiết qua cho anh em xem qua và sẽ bao hộp 3 chiếc này để cho anh em xem qua. Đây là sản phẩm mà khi anh em nhận được hàng sẽ gồm bảo hành 2 năm tại số Hoàng Phương các bác nhá. Đầy đủ tên khách hàng, địa chỉ, số điện thoại cho anh em, ngày và ngày bán các bác nhá. Sẽ được bảo hành 2 năm, nhận hàng kiểm tra thoải mái cho anh Phương. Em Phương sẽ bao hộp review chi tiết qua một chiếc Nikon Model M7. Mở hộp ra thì anh em sẽ gồm nhận được các giấy tờ của bên Nikon ngày hôm nay. Đây là giấy tờ bên Nikon gửi về cho em. Các bác này, giấy tờ của Nikon sẽ kèm theo ống nhòm, anh em rất là yên tâm chứ các bác. Và sẽ kèm một cái dây đeo bản to, dây đeo rất là êm ái các bác nhá, điều của Nikon. Và sẽ có đây các giấy tờ thì các bác yên tâm rồi, giấy tờ của Nikon thì các bác phải cứ yên tâm mua hàng bên em. Túi đựng sẽ có logo Nikon, chống sốc rất là ok cho anh em. Và anh em lưu ý cho em Phương là túi đựng Nikon thì sẽ không có hai quay đeo dây đeo các bác nhá. Thì sẽ có một cái dây đeo sang tia anh em đeo ở hông các bác ạ. Wow, đây là chiếc Nikon Model M7, phải nói là cực kỳ đẹp. Chiếc nào bóc ra cũng như chiếc nào đấy các bác nhé. Đây các bác này, Nikon Model M7. Em Phương sẽ bóc thêm một chiếc ra nữa cho anh em xem qua. Về các giấy tờ thì các bác cứ phải nói là yên tâm cho em rồi, tại vì hàng bên em là phân phối chính hãng của bên Nikon, nên các bác cứ yên tâm cho em. Vậy cũng đầy đủ cho anh em, giống nhau hết đấy các bác nhé. Cùng một nô về mà, các bác yên tâm, phải sợ nô hết hàng hay như thế nào đấy các bác ạ. Tất cả là hàng mới 100% hết, em Phương sẽ chia sẻ với anh em thử ong, anh em chơi chiếc này. Em Phương sẽ báo giá luôn cho anh em nhé. Đợt này thì giá con chiếc đi con Model 17 này về thì giá nó loay quanh được khoảng 11 hơn 11 triệu một xíu đúng không nhá. Tại vì các bác cứ gọi cho em Phương sẽ để cân đo đến giá hợp lý nhất cho anh em, mà anh em chắc phải không sợ no hết hàng rồi, các bác yên tâm chưa. Giá nó quanh tầm khoảng 11 triệu một xíu, hơn 11 triệu một xíu thôi. Giờ trước nó tầm khoảng hơn 12 triệu. Từ này về thì tổng khoảng hơn 11 triệu một xíu, sẽ được bao ship bởi 2 năm cho em thử ong. Đây chiếc Nikon Model M7, phải nói là cực kỳ đẹp cho anh em luôn. Cho anh em xem này. Về các đầu tiên em Phương sẽ đánh giá qua các bác nhá. Em Phương công khai giá chạy luôn tổng khoảng hơn 11 triệu thôi. Anh em cứ gọi cho em Phương sẽ để giá mà hợp lý nhất cho anh em. Chỉ tầm khoảng 11 triệu rưỡi thôi thưa các bác nhá. Sẽ được bao ship bảo hành 2 năm, nhận hàng kiểm tra đúng như hàng. Đầy đủ các thông số ống nhỏ anh em này. Mã vạch cho em đều thật ống nhỏ anh em nhá. 4022729 các bác nhá. Em sẽ check cái mã số hộp cho anh em xem qua, 4022729. Thì các bác cứ phải yên tâm cho em. Đây các bác này, một con hàng mới đây. Về cho em xem qua về cái thông số này, 4022729, về cái hộp của nó là 4022729 thì nó sẽ trùng với cái mã số của hộp, các bác yên tâm chứ các bác. Về cái mắt đợi sẽ có đầy đủ logo của Nikon và sẽ có logo Nikon của hai mắt sau và sẽ có phần đai anh em này, bảo vệ chắc chắn không bị rơi mắt đợi đâu các bác nhá. Nô thiết kế ở ngoài sẽ có thiết kế bằng hợp kim carbonate các bác nhá. Tức là thiết kế rất là nhẹ nhàng thôi. Nó chỉ gần với cái bằng là bàn tay của em Phương thôi. Sẽ có logo Nikon Model M7. Logo Nikon các bác này, Nikon Model M7 sẽ có logo ở phần giữa các bác này. Sẽ có phủ kính ED của Nikon. Các bác phải hiểu là kính ED của Nikon thì nó cực kỳ cao cấp rồi. Nó sẽ đúc kết ra trên những cái chiếc máy ảnh của Nikon thì các bác hiểu rồi. Tại vì là Nikon, máy ảnh Nikon thì nó cực kỳ sắc nét rồi. Nó sẽ đúc kết và sẽ có gắn kết vào những chiếc ống nhòm Nikon này. Phải nói là kính của nó cực kỳ sắc nét cho em thưa ông luôn. Phần Nikon 14269 độ waterproof kính ED. Các bác có mã của nó này. Cô mã của nó thì cực kỳ chân chu cho em thưa ông cho các bác. Và sẽ có cái điều chỉnh cận loạn, nút cộng trừ anh em nhé, cận loạn cực kỳ ok cho anh em. Cái thì cam kết chính hãng 100% của Nikon, mức giá chỉ có hơn 11 triệu thôi. Các bác cứ gọi cho em Phương, ống nhòm em Phương sẽ tư vấn cho anh em mức giá cả được cho anh em. Chiếc Nikon này phải nói em cam kết là anh em săn ong thì nó siêu nét rồi, tại vì là nó sẽ hơn những cái dòng mà EK hay Vạch Vàng hay là Nikon B7. Với tầm tiền tầm khoảng hơn 11 triệu thôi thì nó sẽ là vô đối trong tầm tiền để các bác ạ.
Nikon M7 này thì em Phương về hàng cứ em cứ bán rất là chạy, tại vì là hôm trước em có báo về được 30 chiếc thì bây giờ em chỉ còn tầm khoảng chục chiếc được các bạn, tầm chục chiếc thôi. Em bán sỉ bán lẻ đi cho anh em thợ ong nữa. Thân ngoài sẽ bọc lớp da sần luôn nhá, và sẽ có dây đeo phần đeo ống nhỏ và đeo cổ anh em nhá. Da sần bên trong hợp có thiết kế rất là chắc chắn cho anh em rồi, anh em cực kỳ yên tâm cho em Phương các bác nhá. Nikon mua lớp M7 142 cực kỳ ok cho em thợ ong. Bên ngoài sẽ có phủ kính ED của Nikon, sẽ có chống nước IPX7 FMC và sẽ có bơm khí nitơ bên trong giúp anh em điều hòa mắt dễ dàng hơn và sắc nét hơn các bác nhá. Anh em phải nói là kính của nó cực kỳ sắc nét, bên trong có rất là nhiều lớp kính bên trong để anh em phải nói là yên tâm đi săn ong thực tế hơn. Riêng hàng bên em sẽ được nhận hàng kiểm tra thoải mái ưng ý, anh em đi thanh toán các bạn sẽ bơi anh em nhá. Và trong quá trình 7 ngày ống nhòm có vấn đề vì lỗi sản phẩm như thế nào hoặc em sẽ đổi miễn phí cho anh em luôn, hoặc anh em muốn đổi những mẫu sản phẩm cao tiền hơn như da ít em sẽ đổi miễn phí trong 7 ngày anh em nhá. Nữ anh với anh em là phải bảo vệ ống nhòm sạch sẽ cho em mà không bị xước xát gì các bác thưa ông nhá. Như xin thì công này phải nói là chiếc nào cũng chiếc nào được các bác nhá, em cho em xem qua này, phải nói là cực kỳ sắc nét luôn. 142 cái nghe đây em sẽ đóng cực kỳ nét luôn, phải nói là cực kỳ đẹp các bác ạ, chiếc nào cũng chiếc nào thôi. Anh em đặt hàng thì anh em cứ gọi qua đường hotline Zalo cho em Phương các bác nhá, góc trái màn hình số điện thoại đây anh em này. Ba chiếc Nikon này anh em nào cần đặt hàng chiếc nào thì cứ gọi cho em Phương sớm nhất các bác nhá, em sẽ tư vấn cho anh em tự ống chiếc ống nhòm Nikon chuyên dụng anh em đi săn ong anh em này. Những chiếc Nikon mua lớp 17 phải nói là cực kỳ ngon và cực kỳ sắc nét cho anh em tự ong luôn. Để cầm anh em xem qua những chiếc Nikon mua lớp 17, và anh em đặt hàng thì cứ gọi qua đường hotline Zalo cho em Phương sớm nhất các bác nhá. Nikon này mua lớp 17 là cực kỳ ngon và cực kỳ đẹp cho anh em luôn. Đợt này thì em đặt được giá tốt đấy các bạn. Các bác thợ ong nào mà đặt hàng thì cứ gọi cho em Phương sớm nhất các bác nhá. Nikon 417 cực kỳ ngon cho anh em thợ ong này, cực kỳ sắc nét cho anh em. Anh em đặt hàng thì cứ gọi cho em Phương sớm nhất, tại vì là hàng hóa thì em đang còn sẵn là tầm 10 chiếc nữa các bác nhá. Hôm trước là về 30 chiếc thì đang còn sẵn 10 chiếc nữa. Anh em nào đặt hàng thì cứ gọi cho em Phương, em Phương sẽ gửi hàng cho anh em. Nikon 417 cực kỳ ngon các bác nhá, phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Nikon 417 các bạn đặt hàng thì gọi cho em sớm nhé các bác nhé. Còn đường hôm nay cho dô số trả màn hình các bạn ạ.